Muslim. Yeah. Leaders, brother, sister. So, chân môn chắp đá nhưng là cần bộ ra thành xu nâng bộ ra bắt đầu này chủ yếu chuẩn chỉ in cham phương đồng kê chuẩn bị pro và chuẩn chia cách bằng top chứ vật mạng group tất cả số thuộc cả số nó biết sẽ trả của xa nó가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 피자 크루사 레무이 크루사 របស់ យើង ជា ម្ចាស់ នៃ ជនគុក សច្ចៈ ថា ស្ដា នៅ មាតុភូមិ ដើម នៃ កសាង រាជា នៃចាត របស់ ព្រះ នៅលើផែនដីនិងនៅលើឋានសួគ៌ដែលជាដំណតេដើមនៃការបង្កើតលោកដែលបាយលើសេចក្តីស្លាប់ពិតសូមជួបបួងសួងបើកនៅកម្មវិធីជំនួយខ្ញុំនៅនេះសូមព្រះជួយមកព្រៃសូមគ្រប់ផ្នែកសួរពុកម្ដាយពិតពីគ្រប់ផ្នែកសួរសូមអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណនៃពុទ្ធិត្រាក់ដ៏ស្រីមេសេសម័យការទៅដល់ក្រៅពីដែលបានដើម្បីអនុគ្រោះនៅពេលនៃរបស់មាសូដើម្បីជាការទូបាននៅអាហារស្មារតីខាងគុញជួយសិទ្ធិនៅដល់រួមជាមួយអ្នកបាយផងដែរមាសូមាសូសូមអរគុណនឹងថ្លែងអរគុណនៅអ្វីសម្រាប់ទៅបីជាបានពិតនឹងរបស់ជំនាញនេះដែលអ្វីទស្សនៈវិញ្ញាណនៃការប្រែខ្លួនហើយនឹងមិនបីតបកាន់ព្រមក្នុងជីវិតឯសួរជុំប្រពន្ធរបស់នេះតបានដល់ប្រពន្ធស្រីមកចាស់ស្មៃប្រហែលទេសម្រាប់ការជូនដល់ប្រពន្ធសុខនិងពុកពិតអាជួយ Yeah, good morning. Now I as I sent in the group chatting, now I am in Thailand, and yesterday I joined the Kung Wan Chai's wife's Songhua ceremony. Muslim man bạn nhà đọc nông group chứ ngày lâu Muslim nước Thái thì sau mấy bạn chưa luôn cầm thi bốn sóc bỏ khi bạn trai cái gì Yeah, and then for today, I would like to share the title is Earthly Life and Spirit World and Chonyuguk Era. bà đức nhà hai nơi bậc đức nhóm nâng thuộc cả chạy lệ vì chú vật nơi lơ phụ phản đấy chú vật nó phụ bình nhiên nâng sử mai cho nơi cùng. So let's see for the True Parents World first. The spirit world is an eternal place that seeks eternal element. A spirit person who has experienced love on earth will unfailingly and automatically be drawn into that world. That person gravitates to the part of the spirit world that has much love as he felt here on earth. Then what kind of place is the spirit world? It is a world of harmony, brimming with love, where everything is imbued with love. It is not wrong to assert that this entire universe is put in motion by single press of the button of love. ពិភពវិញ្ញាណគឺជាកន្លែងដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើននោះអ្នកនឹងអាចបង្កើនចូលស្នារបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់
people will yin ni chicken line amata, that's why I wrote it amata. Yin the gold money that throb means a base line at the pandemic, and Trabang of the enjoy the long people look like swipe over. But Gurus wrote the dark night nay, people will yin and meet a base line charm, though they got me around the pandemic. Ta people will yin chicken line back now. We chicken. We chia bị phục này phiếp sau cái đồng rộng này đòi sức đầy sẽ lạnh đã ở với cục giám cho bạn vô quý tất đòi sức đầy sẽ lạnh viên phó tư nông cả thả sẽ có lô tư mũ cho bạn đặt nông nông cho ná đòi cả đòi bụt tống với sức đầy sẽ lạnh cái mũi. Accordingly, the place where all light bulbs of love light up is the kingdom of heaven on earth. And the kingdom of heaven in spirit world is where love light bulb can fully light up with the greater intensity. That is why when you harbor love in your heart and pull on the rope of love, everything will be pulled toward you. Đức chân hai cần lại đã ông phu phương nơi sợ đây sẽ lại ông phí quy chí rì để chia đi chân này chạy than xuống mà lời phát đây hãy đi chân này chạy này than xuống được nông vụ vụ bình yên quy chí gần lại đã là phu phương sợ đây sẽ lại ngài bông phí ban phinh lĩnh chung mùi năng an toàn sĩ tế càng đại khăn lúc chung loại hạt đã là bê đà nẹ tốt sợ đây sẽ lại nông nông đu chất đồ bỏ nẹ hai tiên sai này sẽ để sẽ lại nhé. The spirit world is the place that only you have the experience of love and then you can go. Và bình phục bình yên cứ chi cần lại là nó về đến nhà mình bắt bị sọt này sẽ đây sẽ lãnh tập này hãy bắt tới. Because the spirit world is a place that those who have many experience of love lived, you need to spend your life on the earth with full of love. Whether you are facing difficulties, you need to spend your life with gratefulness. In this moment, how much you feel God's love. In this moment, how much you love to parents. Bình đại ba bị sao chỉ cho anh mình sẽ để sẽ lành ba được nơi nuôi nhận trâu chừng này về chỉ vừa được bỏ nhận là lời phát đấy đòi vô bình đòi sự để sẽ lành đòi cái đây sẽ lành đại mặt thế này cơ bông bởi chôm một nâng ca làm bà thì nhận trâu chừng này chỉ vừa được bỏ nhận đòi cả đơn cùng là bên nu độc nông bên ní ta nhận từ tu là rom sự để sẽ lành để bỏ về phần nào là bên ní ta nhận sờ lành ở bụng đại bất. Yet in this last two questions, that in this moment, how much you love God, and in this moment, how much you love to parents. Relate to these two questions, recently I find my reading for the God's Word and I one message from the True Father I really inspire. Nơi bên này ta nè sẽ lại nhập vào đại bậc mà na nơi chúng này nè nơi bên được nhung an ở vì về xa đã vào lộ của bất cứ nhung bất chi nên là cả một phong một khan một tên. That True Father's message is God inspired to who? Về xa đã vào lộ của bất cứ nó cứ tha ta pre đó là cả là từ chết đó là na. God inspired the person who thinking about himself. Và chúng bệnh thuộc cả đó là cầu phong là tôi chết tất cả một lúc đã kết âm bị khuôn còn. And then also true mother inspire those who think a lot about true mother. Và hay nhà bà đá cứ chỉ nhẹ đã kết âm bị còn nào. This time I really surprised because somehow I not really plan to coming back to join for the Mr. Wanchai's wife's Songhua ceremony, but somehow the timing was really right. Và trên
long pe ni khim ban te chou ruom kamthi bon sop ko song va robos phaye robos phi van chai ni taem pe tha long pe ni kyu lo khlam te da khnyom min ta te chou ruom. And then through the conversation that when the HDM Victor came to visit to Tomoko, actually his grand his spiritual mother is the Mr. Wanchai's wife. Từ sập mà cô mấy mấy tầm bữa tới nè mà đai khang mình nhìn rồi còn nó cứ phải gì rồi bỏ phi văn chai nè tầm đó. On the way of the conversation, he was asking me, do you know that there is the elder brother? His name is Wan Chai. Và chân lòng về là ca sẵn tầm yên thì tạm lưu vật xu như ta ta nẹ bàn sổ bỏ bỏ hình chìm nàng nè chú Wan Chai đẹp thế. And then I said, yeah, I know him very well. Và hình chìm lại ta bác vật nè, hình sổ vật chú bác lăng nè. And then he say, oh, actually his wife is my spiritual mother. And then I knew that the P1Chai wife is a sooner or later will go to the spirit world because she's very sick. Thì con trai nó chập chập nó bị cầm bụng nó cứ nên từ phút như này sao có chưa khăn mình đến. I had the conversation with that with someone else with few days before with that conversation. Thì khi học xong thì bà bị biết ngay luôn lòng về đấy. And so anyway, that we have that conversation, and right after I arrived in Thailand, and then there is the Songha ceremony. Bà chứng nhiệm son tình yêu bị rớt nước hay tôi bị khi ông bạn ta đào thay vì ngày biết bị cho mình cảm thấy sống hòa sống hòa cảm thấy buồn sống mình rồi. And I feel like Thai church, they did great job, that it was a beautiful Songha ceremony. Và hay vì khi vị thi bọn mùi ở lõ cứ riêng cho mà lõ ra mình đến. And then I really feel like this Sonofa ceremony is a one of our really beautiful tradition. So that's why I think it's really important to little bit really think about this, and then we really respect our elders, those who are going to spirit world, and then let them to work in the spirit world. In the Songha ceremony, that as a husband, Mr. Wan Chai was saying, like a last moment before she go to the spirit world, this husband and wife were really united. And then he really could taking care of his wife very well. So when she went to the spirit world, and then she must be very happy. Và mình là quật bàn cho chị tập đã mở thai cái gì và quật lo là một tên trên một đường quật tới bị phổ bình yến cứ quật sợ bài chật làm. And but at the same time, of course, I feel like she may have some pity, pity remaining some pity heart when she go to the spirit world. Tại vì nông về từ mỗi khi chị tập quật miền nơi người ta đu chật ẩn nấp ở sâu nó khác một về lần quan tâm của bình yên because of her children. Và được xa tay con bỏ qua. So, yeah, like that. Và so that's why the point that I really want to say
is now the true father is in the spirit world. And then we need to, the best way to receive the heavenly fortune is think about the person in the spirit world. The more we think about our Father, and then the more we can receive the heavenly fortune. And then also Father, when he went to the spirit world, that he had some resentment that when he went to the spirit world. And then basically I consider that is a three. One point is he couldn't live in the Cheonilguk what he dreamed when he was on the earth. And then second is his mission was too busy. He really didn't have a time to taking care of their children. And then number three is that he needed to go to the spirit world to remaining the history of the indemnity, 6,000 years of the history of indemnity to true mother. But I This passage is it is known as the birth of love. Bà chân clear clone mình chú thá dịch đây sẽ lại. Okay, let's see for the verse 1. If I speak in the tongue of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. Và mũi, bậc nhóm này dây về xa mà lúc rư tê và đà vào đấy. Bà xin chỉ khi ông mình sợ đây sẽ lành tế, khi ông priệp đôi chìa xâm lên cô, đã đoán đưa là rư đôi chìa sổ, đã rư lục bông lá tại bà nông. So understand for the people world and even understand from the angel world, even can see for the spiritual phenomena, but even all those things that knowing, but with there is a no love in the heart, that is the same of the just noisy sound. But if I have the gift of the prophecy and can fathom all the mysteries and all the knowledge, and if I have a face that can move mountain but do not have love, I am nothing. Number two. Some people ask you to move the mountain. If you have a face, can move the mountain. But even though that you have the faith, but if there is a no love, there is a no meaning. This is not like the faith that can move the people, even with the miracle, cannot go to the kingdom of heaven. The life of faith is the first step. But
Without practicing the love, and there is no meaning. Number three, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Okay, let's say that to help to the poor, to give the money to the poor people and help. But there is a no love and there is a no meaning. At the beginning, I really don't understand this passage to say to give over my body to the hardship that I may boast. So what does it mean? Many of the Christian elders, they die because of the mission and they proud. Like in English, we say maitri, like those who die in the mission. Maitri, that they, this is in English, we say like those who die in the mission. According to the true father, when he went to the spirit world, all these people are not in the kingdom of heaven, but in the hell. So why these people stay in the hell? These people die because of the mission. Even these people, when they die, they expecting to go to the kingdom of heaven. But why they stay in the hell? Because of the motivation. Their motivation is, oh, if I die in the mission, like a following to the Jesus, and I can go to the kingdom of heaven. Because their motivation is self-centered, only think about themselves. So that's why the heaven cannot accept it, this kind of the self-centered motivation. In the view of the heaven, that their they die like this, and then their motivation become the same as a commit suicide. This is the reason these people, they stay in the hell. That's why the motivation is really important. Motivation. That's
The love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Và nẹ miên chất sẵn lãng tay tay ọt mốt chui thử rạ kì hào mà chất sẵn lý kê tì nẹ miên chất sẵn lãng mình vi rực phú mình uất bằng bóng lời. So the love is not by force, but need to wait. To need to wait as a natural surrender. Và sự đê sẵn lãng mình ai bằng khom nó tì cứ dìn trở tè rôn trăm rồi hốt đò ta cho tranh đời xoay của vua. Number five, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easy, angered, it keeps no record of wrongs. Và nét miên chất sản lãnh, mình bởi vật ẩm bơ thảo tiếp, mình xoay ngờ bởi giọt tọc luôn, mình rõ hạt thắng, mình cho ngùng lại. So the same thing that one's doing for the dishonor to the others or not self-seeking, and then all the result will gone. Và chúng mình khi đã bớt xin đi dư phơ rút nào đồng bây dư dòi tí chú ý thị niềm mới gặp tác ai tờ lưu cứu đáy nhất là tập hòa của nó cứ nâng cần lý sạp sờ. And number six, love does not delight in evil but rejoices with the truth. Lê Pramui, mình ốp o nâng ẩm bơ tư trả tê, ta rĩ đi nâng sở đầy bật huynh. So even though that if there are many injustice, but still need to trust on that. Bà, chúng tôi bây chìm miên này, ẩm bơ ai dự tật hoa chỉ trang. Công tác dương trở tại miên ẩm hiệp, miên ẩm bơ tư trả tê trang, công tác dương trở tại miên God also see for the human being fell, but still until the last moment trust. Và chân rẽ ai mơ khơi vẫn đằng nữ ở tìm lúc công tác mình cần về từ mỗi cứ rẽ tay này chưa chợ từ lời mưu than này phạt đâu mà chỉ. That's what it talks in number seven. It weighs, protect, always trust, always hope, always perseveres. Và đi chi hai, đi chi cho mẹ lên bớt. Nẹ miên cho sản lãnh, át áo áo tiếng ọc. Chư tiếng ọc, sân không tiếng ọc, hai tròn trò tiếng ọc. And number eight, love never fails, but where there are the prophecies, they will cases, where there are tons, they will be stilled. Where there is a knowledge, it will pass away. So there is a three step for in our life. Và cứ nếu không chịu vượt bờ dưới miền nơi bay tầm đại ca thông thông. But first of all, is the first step is to have the faith. Tầm đại ca thì mỗi cứ tới miền chúng đưa mồm. Like when we are realizing that the heavenly parent is my really parent and I am the son and daughter of the heavenly parent, when we think like this and going for the next step. Và chắc là bây giờ dương cực đăng có cái thả ông nhung chỉ còn prosay được bảo phụng đại đa số trên là bây giờ kết dương mình nhật bản đi chấn dương mình chia cho tâm đại ca như thế. What is the next step? Next step is the hope. Tao với chia tâm đại ca một tổ đại ca một tổ cứ chí đây sản phẩm. When we have the hope and then we have the power to go forward to investing and to investing to my heart and soul. And then offering chonson. Và chắc là bây giờ mình chìm nữa cứ như là đo là đồ chất cái thì để xả lãnh hay thôi là chồng chồng. And then offering chonson this mean that when we are practicing love and then can reach for the where we want to go. Và là bây giờ thôi chồng sống chúng muốn đề sở lãnh chứ mình thấy dương ai tư tiên lấy này là dương trong tờ bàn.
So that is concluded what it talking in number 13. And now these three remain faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Bà nó ghi chiều vậy để bà nó dây này cần phải đi đọc bấy từ ai lâu đi nên sau đây bây giờ cứ chùm nứa sau đây thành khấm sau đây xả lãnh và tá sau đây xả lãnh vì sẽ chỉ kịp một phần. Okay, that's all for today. Thank you for listening. Chẳng phải nó dừng chọc hỏi xuống một cuốn xong đọc ca như chỉ tục đã đáp. I think I sending the message to the group chatting. Vì cái tác nhưng mà nhà xa tại cái này Oh, I didn't chứ. send yet. Maybe I will go to Battambang on June 9 or 10. Và phải dựng chúng tôi bắt tập bố hai cõi tìm bốn và tìm đọc. And then also yeah, thank you very much Samun to also encouraging this Samun candidate and collecting the money. Vì xung ở khuôn mà đọc bước lại bàn chung vô miệng càng bài gặp hiệp tế nơi sẽ câu trở lại sẵn muốn hay dự càng vô một lưu dự đạo. Maybe in this moment I think we need to do like that. This time I will go to Battambang together with the one agency. And then, but for about the Samba University, we do by ourselves. But actually, this agency have the many idea. So this idea is really helping us. And then, oh, I didn't send yet. So from June 6th to six, oh not June 6th, 7 to 9. I am little bit busy in Phnom Penh because Lotte will come to Phnom Penh. And then maybe 9 or 10 we'll go to Battambang. And then 11 we have the meeting with the Battambang Council. Yeah. And then 18 to 22 is a Bakchon but Montaigne-Minchay Council workshop. So before that, want to visit one time in Montaigne-Minchay. And Sopek. July 1 to 5 is the would like to planning for the Chiang Mai workshop. Tụi bà nó về. Yes, what's the name? And then on July 15 to August 5 is the Top Gun workshop in Korea. So like this Top Gun workshop, what I really want is kind of leaders. À, chấp chấp như là mình Chắc là nó thấy về bài tập hiện tốn việc chỉ thằng nó à nó nó Yeah, I want to talk on detail that the like a leader mean like some Nam, the Sopek and some all, some Eun. chẳng Muslim là người dây làm bắt về rồi tiếp thằng nó mới để thằng mong sống na ở trong bây giờ đâu And also maybe Tingoi like that. And also on July, anyway, we are very busy like this. But the on J June, maybe, also the Krishna wants to send some India members to doing the fundraising in Cambodia. Tại nơi khai cõi nước hàng
đã nó có tên tí khi trong chu mà chắc mày cá màu cam chi. So, but the if India member doing the fundraising will be a little bit maybe smaller area. Và trên một sân chơi khác mà chắc khi đừng bao cho thôi cả bạn để xin chứ vì nó bị đập bom tôi tôi. But I talked to him that, oh, sorry, but the Siem Reap is already off season. Và trên trên ban trên điểm chuyên của mình mình luôn được gắn quạt hết. Yeah, the last time when I went to the Siem Reap and then I really surprised, very smart. Và trên Yeah. Thank you for actually it is grateful because hotel is cheap. So anyway, this is some whole picture about the June, July, until August actually. Và những năm thì chị hai đứa cao với những người bạn nhà chùa lần trong group nó hay hai cái biết chị hai một hai năm ba So like this, so see you on Friday. và chị số một con chụp như là ngày sau Muslim about nine can you come here before go to Battambang because Siem I'm Reap. Because I'm planning to do Tong Ilmodo promotion. Okay, but let me see because if I let this agency go to Battambang by themselves and can go, but if want to come together with me and then little complicated, but I think let's say yes. Let's say yes. I will put into my brain first. Oh yes. Maybe let's say just a piroi. Yeah. Oh, let me check. Yeah, before that shooting, we can. Yeah. Kind of the before coming June, I will let you know. Yeah, yeah, yes. Also, this time if do so, I want to invite Mr. Kim and not to be here like that. Because oh yeah, good idea. And maybe sooner or later Sopek also have this kind of plan, I think. Oh yeah. So I think let me know the timing. Yes. Because in early of this month he often contact to me and I think so, because Compot already long time didn't do. Yeah. Maybe last month. Yeah, I got it. I did got it. Yeah, thank you very much. See you. Yeah, see you. So maybe Sopek. Yes, what's your name? Bonsoir. Yes, okay. Chorum, bonsoir, chumoy, next time, the acne. សូមគោរពតដល់បងប្អូនថានសួរបងប្អូនពិតជាគោរពព្រះវិញ្ញាណនៅថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នារួមជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំបានធ្វើការរួបរងគ្នាគុណាហាពេលព្រឹកហើយជាហានៃផ្នែកវិញ្ញាណក៏ដូចជារាងកាយដើម្បីបន្តនៅបេសកកម្មទាំងឡាយរបស់ពុកម្ដាយថានសួរពុកម្ដាយពិតដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើការរួបរងជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំឬជាបងប្អូនប្រុសស្រីយើងទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាខេ
hay con sự không tam bây giờ ca sẽ đập nơi việc bẩn tu của đôi chơi ca đất non prim đất đau được bảo thân đất non cho môi năng bụng nói bớt giờ năng thưa ca cho cô tụ một tầng ở khnía đầm bây giờ tụ bàn ở chỗ chơi hay ngày nay được con có sống thưa cái đây để ca đã phải chốn bụng này than suốt non niệm bụng này bật hà chu à chu see you okay thank you see you